Nhưng mà không để lỏng lét đúng không? Giận dữ là đúng không? Nhiều lắm. Có mà để râu nhiều quá. Huy nhìn cái máy ảnh cái này Huy. Huy ơi. Bà bó râu nhiều quá. Chó. Chụp em đấm nha. Thôi nhờ anh lại lần nữa đi tính. Anh cao trạng sao bà. Bây giờ ta đi còn muốn nói nữa. Đâu lại. Mắt xuống mơ. Mắt xuống mơ. Mắt xuống mơ. Không được luôn hả? Xuống. Nói xuống đi chứ. Thì Đoàn ơi, hôm nay cảm giác em lần đầu tới đây cùng Đoàn Hương Nam thì em như thế nào? Rất là háo hức nha, thực sự là rất là vui. Cũng là lần đầu em đánh ở đây luôn. Cho nên là em rất vui dạ. Nói chung là em ra phụ vợ em kìa. Anh cũng không biết nữa, hình như làm số gì đó. Má tụt nữa anh ơi. Anh có mẫu quá nhớ tụt xe. Nó là người trong ban. Cái hai tin em lên đây đánh rồi xong đi theo luôn. Trời ơi. Nó bỏ dưới luôn. Vậy là hôm nay nghỉ bán luôn, nghỉ bán mướn luôn. Vậy là hả, lo cho em á. Sợ em đi tại vì ở đây có sợ, là... sợ em xuống đây với ngoại tình nha. Không có đâu, ngoại tình. Nó lo cho em thôi. Có ngoại tình không người. Đó, bên đây là hả, vợ thầy Đờn đang làm rồi nha cả nhà. Cái giới tính tôi là giới tính công mà. Cái ống nằm trên nha. Sâu luôn. Hồi là để cái giết luôn. Trời ơi, công như cái giới tính của thầy Đờn luôn. Nói chung là nó nghĩ nó hồi cách. Đi xuống đường chạy. Ghê quá. Ghê quá hả? Ghê quá. Ơi xuống đường gần nó chuyện xuống cha. Ủa? Sẽ xuống cái kia rồi. Ở số 2 thì nó bị ốm vô nha. Giờ chị cắt đen vẽ cho. Đó cả nhà, thì bây giờ là trong cái công đoạn mà đang chuẩn bị để chuẩn bị đón khách trong buổi tối ngày hôm nay nè cả nhà. Vẫn còn rất sớm mà hả, mọi người có thể thấy là một vài khách đã đến từ đây đến đây từ rất sớm để kiếm được những chỗ ngồi mà gần sân khấu nhất đó cả nhà, để mà ngồi xem buổi trình diễn tối nay của Lô Tô Hương Nam tại sân khấu The Sun Container tại Bình Dương nha cả nhà.
rất là hoành tráng luôn. Đó, à, cái công đoạn mà setup âm thanh này kia thì nãy giờ cũng đã thử rồi, đã setup xong hết rồi đó cả nhà. Ở lý sơ cái khung cảnh ở đây cho cả nhà xem nha. Sân khấu ở đây thì hai mặt nha cả nhà. Phía bên mặt trong nè, đó thì mình ngồi trong cái khuôn viên mà quầy ba này kia đó cả nhà, đó quầy ba ngồi nước. Còn cái khuôn viên ở mặt trước á, thì là ngoài trời nha cả nhà. Đó, phía mặt trước ngoài trời rất là rộng và thoáng mát luôn. Kinh cũng đi dạo một vòng để cho cả nhà xem nha. Đó thì cái hàng quán bây giờ cũng đã đặt bàn ra phía trước này cả nhà, đó đặt bàn ghế ra cho mọi người hết rồi. Một lát nữa mà khách trên đây thì sẽ có thể ngồi dọc cái khu vực bàn uống đồ ăn này cả nhà, hai bên để xem chương trình tại khuôn viên The Sun Casino Night Market tối nay. Đoàn Phương Nam hứa hẹn sẽ là một đêm diễn chấn động nha mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo khi mà kênh đăng những video mới nhất, cả nhà đều nhận được thông báo. Rất là nhiều hàng quán ăn luôn nha cả nhà. Bên đây cũng hàng quán ăn, đi vô trong cũng hàng quán ăn. Bên kia cũng là khu công viên, cũng có chắc bên kia là khu vui chơi giải trí cả nhà. Sân khấu rất hoành tráng nha mọi người. Đó, có cái không gian ở trên lầu nữa cả nhà. Đó, hai bên hai cái gác lẫn. Chỉ có sáng màu thôi chứ ngoài cái mặt sáng không có.